Giá lăn bánh mẫu xe Kia Morning thấp nhất 351 triệu đồng. Kia Morning là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc xe cỡ nhỏ, đây cũng là mẫu xe luôn lọt top bán chạy trong thời gian qua. Thaco Trường Hải hiện, tại, đang bán ra thị trường Việt Nam 4 phiên bản của Kia Morning, giá bán từ 299 đến 393 triệu đồng, đây là mức giá thấp nhất của thị trường xe mới hiện nay cũng như so với các đối thủ như Hyundai, Grand 10, Toyota Wigo, Honda Brio. Xe giao thông tính giá lăn bánh cho Kia Morning tại các tỉnh và thành phố trên cả nước dựa trên các loại thuế phí mà chủ xe cá nhân sẽ phải đóng để được ra biển số những loại thuế phí đó là lệ phí trước bạ phí đăng ký biển số phí đăng kiểm phí bảo trì đường bộ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc mức thu lệ phí trước bạ là tỷ lệ phần trăm được xác định tùy theo từng loại xe và từng địa phương khi đăng ký theo đó mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%. Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%, xe bán tải có mức lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con. Sở hữu kích thước nhỏ gọn, thiết kế năng động cùng khả năng vận hành linh hoạt, phụ tùng thay thế và chi phí bảo dưỡng xe kia tại Việt Nam ở mức phải chăng, nên Kia Morning luôn giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ trong suốt 10 năm qua. Ưu điểm của những chiếc Kia Morning là kích thước nhỏ gọn giúp cho tài xế dễ dàng hơn trong việc kiểm soát tay lái trong những khu vực đông dân cư như tại các đô thị lớn, đặc biệt là với những chị em tay lái không vững thì cũng có thể dễ dàng sử dụng. Tuy là dòng xe hạng A, nhưng Kia Morning vẫn được trang bị nội thất sang trọng với nhiều điểm nổi bật Dễ nhận thấy nhất là ghế bọc da cao cấp, điều hòa tự động, màn hình dịch vụ cảm ứng có định vị giấy phép hay tay lái bọc da tính hợp phím bấm rảnh tay. Tuy nhiên, các dòng xe Kia Morning lại có mức tiêu thụ nhiên liệu khá cao với khoảng 7-8L 100km trên đường hỗn hợp, so với các đối thủ cùng phân khúc khác thì dòng Kia Morning được đánh giá tốn nhiều nhiên liệu hơn. Những trang bị an toàn trên Kia Morning bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi phiên bản S Luxury và hai túi khí. Kia Morning, tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ 125L. Công suất tối đa 86 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.